Bệnh viêm gan B là gì? Viêm gan B là một căn bệnh truyền nhiễm gây ra bởi virus viêm gan B. Bệnh ảnh hưởng lớn đến hoạt động của gan, có thể gây nhiễm trùng gan, thậm chí đe dọa đến tính mạng. Hiện nay, virus viêm gan B vẫn là mối đe dọa rất lớn đến sức khỏe toàn cầu. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, thì hiện có hơn 2 tỷ người nhiễm bệnh với khoảng 400 triệu người trên thế giới mắc bệnh viêm gan B với 1,5 triệu ca nhiễm mới mỗi năm. Ở Việt Nam hiện nay, số người nhiễm viêm gan B khoảng 20% dân số. Bệnh viêm gan B là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến suy gan, xơ gan, ung thư gan. Viêm gan B có thể xảy ra ở bất kỳ đối tượng nào. Một số trường hợp trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và người lớn nhiễm virus nhưng không thể điều trị khỏi hoàn toàn. Những triệu chứng nhận biết bệnh viêm gan B. Bệnh viêm gan B có triệu chứng không rõ ràng nên người bệnh rất khó nhận biết. Thậm chí có rất nhiều người bị nhiễm viêm gan B mà không hề hay biết. Tuy nhiên, kể cả khi không có triệu chứng thì bệnh virus viêm gan B vẫn có thể gây tổn hại nặng nề đến gan sau một thời gian phát triển âm thầm. Do đó, khi tìm hiểu bệnh viêm gan B là gì, cần lưu ý những triệu chứng sau đây: cơ thể mệt mỏi, ăn uống không ngon miệng, đau nhức xương khớp, thường xuyên buồn nôn, ói mửa, nước tiểu có màu vàng sẫm, đau bụng, phân màu xanh xám, sẫm màu, thường xuyên bị rối loạn tiêu hóa, vàng da, vàng mắt, có hiện tượng xuất huyết dưới da, đau hạ sườn phải, sưng bụng, chướng bụng. Viêm gan B nếu không phát hiện và chữa trị kịp thời thì có thể phát triển thành suy gan, xơ gan cổ trướng, rất nguy hiểm đến sức khỏe. Chúc bà con nhiều sức khỏe, tạm biệt và hẹn gặp lại.